Xin chào tất cả các bạn, một tin cực vui và cực hot dành cho tất cả các bạn học sinh đang có dự định đi học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Singapore nhưng các bạn đang phân vân về cái mức học phí khá là cao của trường. Thì hôm nay trường Nam Giang đã có một chương trình học bổng dành cho tất cả các bạn du học ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường vào kỳ khai giảng là tháng 9 năm 2016 với mức học bổng trị giá lên 3.000 đô la Singapore. Chương trình mà khi mà chưa có học bổng thì mức học phí sẽ là 25.318 đô la Singapore và học phí sau khi miễn giảm 3.000 tiền học bổng thì đó sẽ còn là 24.935 đô la Singapore mà thôi. Cho nên các bạn hãy nhanh chân lên và đăng ký cũng như là ghi danh để có thể nhận được cái suất học bổng của trường. Chương trình thạc sĩ của trường thì không yêu cầu các bạn phải có IELTS trước mà các bạn có thể hoàn tất chương trình 6 tháng tiếng Anh tại trường là các bạn có thể gia nhập vào chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Thời gian học là 12 tháng bằng do trường University of the West of Scotland danh tiếng của Anh Quốc cấp bằng. Tất cả các học sinh ghi danh vào khóa MBA của trường sẽ được trang bị tablet. Học phí đã bao gồm thuế và chưa bao gồm phí đăng ký 428 đô la Singapore. Thông tin về trường University of West of Scotland. University of West of Scotland là trường đại học lớn nhất tại xứ Scotland với hệ thống các khu học xá chạy dọc miền Tây Scotland và khu học xá mới tại trung tâm London. Không chỉ to lớn về quy mô địa lý, trường đại học Tây Scotland còn tự hào với truyền thống giáo dục xuất sắc hàng đầu và là nguồn cung ứng nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh doanh, công nghiệp, các ngành công cộng, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài Vương quốc Anh, hứa hẹn mang lại một tương lai tươi sáng cho nhiều du học sinh ở khắp các nơi trên thế giới. Thứ nhất là trường nằm trong top 100 trường tốt nhất UK năm 2014. Thứ hai là trường được xếp hạng 4 sao về West Uni, giải thưởng này là do sinh viên bình chọn. Thứ ba là do chú trọng về đào tạo kiến thức cũng như khả năng áp dụng thực tiễn. Đại học Tây Scotland tự hào với tỷ lệ sinh viên có việc làm cao sau khi tốt nghiệp. Theo khảo sát, khoảng 88% sinh viên kiếm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Thứ tư là 93% sinh viên hài lòng với chất lượng đào tạo và giáo dục tại trường. Thứ năm là trường đạt được giải thưởng sáng tạo kiến giáo dục xuất sắc nhất Scotland Dementia Award năm 2013. Thứ sáu là trường đại học đầu tiên tại Vương quốc Anh được nhận sự ủy nhiệm của UNICEF cho chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hậu sinh. Thứ bảy là năm 2018, trường được đánh giá có 6 lĩnh vực nghiên cứu hàng đầu thế giới và lĩnh vực nghiên cứu xuất sắc quốc tế thứ bảy. Bên cạnh những hỗ trợ cho các bạn ghi danh vào khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường trong kỳ nhập học tháng 9 2016, thì hiện tại trường quản lý Nam Giang Singapore cũng có các hỗ trợ dành cho các bạn ghi danh vào kỳ nhập học tháng 4 năm 6 2016 ở bất kỳ chương trình nào như sau. Thứ nhất là miễn giảm 50% phí đăng ký cho tất cả các khóa học. Thứ hai là với các bạn đăng ký vào khóa cao đẳng thì các bạn sẽ được tặng Asia One S1002 khi thanh toán đầy đủ học phí. Rồi các bạn theo học khóa đại học sẽ được tặng Desert Impression 113.000 series 201. Sinh viên sẽ được nhận khi mà thanh toán học phí lần đầu tiên. Những sinh viên đăng ký học tiếng Anh trước thì khi lên học tiếp những cái khóa chính ở chương trình cao đẳng và đại học thì học sinh cũng sẽ được nhận những tặng phẩm trên và còn nhiều ưu đãi nữa từ công ty du học Tân Đại Dương bởi vì chúng tôi là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Nam Giang. Thì để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là làm sao để lấy được cái học bổng của trường, các bạn hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ các bạn trong quá trình xử lý hồ sơ. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh tại thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.